Lời chúc sức khỏe, an lành và hạnh phúc nhất. Và hôm nay thầy và trò chúng em sẽ hát bài hát được mang tên là bài hát Chú Chim Nhỏ Dễ Thương, nhạc Pháp và lời Việt của Hoàng Anh. Đây là một cái giai điệu của Pháp nhé các em. Và rất mong quý bà cô chú anh chị cùng các bạn và các em học sinh hãy nán lại xem hết video của tiết học thầy và trò chúng em là bài hát Chú Chim Nhỏ Dễ Thương, nhạc Pháp và lời Việt của Hoàng Anh. Và đừng quên bấm like, đăng ký, chia sẻ và góp thêm động lực cho Đồng Khởi Nhà Quê bằng một cái đăng ký nhé. Và để lại bình luận góp ý cho Đồng Khởi Nhà Quê ngày càng được hoàn thiện nhiều hơn. Và bây giờ xin mời quý bà cô chú, anh chị cùng các bạn và các em học sinh hãy cùng xem tiết học của thầy và trò của chúng em học hát bài hát Chú Chim Nhỏ Dễ Thương, nhạc Pháp, lời Việt của các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em một bài hát, một cái giai điệu của Pháp, lời Việt của Hoàng Anh là bài hát Chú Chim Nhỏ Dễ Thương. Thầy giới thiệu về bài hát này thì được viết ở giọng pha trưởng nha các em, là được viết ở nhịp 4/4 và cái tính chất của bài thì hơi nhanh, vui. Chúng ta nhìn ngay đầu cái khuôn nhạc thì có một chữ như là chữ C, đây là một cái ký hiệu của nhịp nhé các em. Đây là nhịp 4/4 thì viết hình thức viết có hai hình thức viết, đó là số 4 ở trên và số 4 ở nằm ở dưới, đó là hình thức nhịp 4/4. Và chữ C cũng là một cái hình thức viết ở nhịp 4/4 nhé các em. Và ngay kế một bên thì có cái dấu dáng giống như chữ B, đây là một cái dấu dáng nhé. Và tiếp theo nữa là có hai gạch và dấu hai chấm. Thì chúng ta nhìn ở cuối bài cũng có một cái dấu hai gạch và dấu hai chấm. Đây là hình thức dấu coda, đây là dấu quay lại nhé. Thì chúng ta nhìn ở câu thứ hai của bài thì thấy cái chỗ chữ hết, là có nghĩa chúng ta sẽ hát từ đầu cho đến hết bài, cho tới cái dấu quay lại, rồi quay lại hai câu đầu đến ngay chữ hết thì mới là hết bài nhé các em. Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em luyện thanh của cái giọng pha trưởng này nha, để chúng ta sẽ dựa vào cái cao độ chính của ba nốt và la đố cơ bản của cái bài Chú Chim Nhỏ Dễ Thương để chúng ta sẽ đọc đúng về cao độ nhé. Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em đọc cái cao độ của ba nốt này nhé. Mà ca đô, đây các em sẽ đọc lại thầy đàn nhé. Rất là dễ đọc phải không các em. Và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em là vỗ tay theo tiết tấu và mình sẽ kết hợp với đọc lời ca nhé các em. Lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương này, lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương, mời bạn cùng hòa nhịp câu hát, chim liếu lo hót theo vang lừng, chim ơi chim mời bạn hiền cất tiếng hát, nào bạn hiền a. Lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương này, lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương. Và đây là một cái hình thức mình vừa đọc lời ca và vỗ tay theo tiết tấu nhé các em. Chúng ta chú ý là mình hát tới ngay chỗ chữ A, mình quay lại hai cái câu đầu của bài mình mới là kết bài nhé. Và bây giờ thầy sẽ chia câu cho các em dễ hát nhé. Câu thứ nhất là lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương này, và câu thứ hai là lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương. Thì chúng ta chú ý hai câu này nhé.
khác nhau ngay chỗ chữ này, ngay chỗ cái chữ này của câu thứ hai thì không có mà có một cái dấu lặn thì chúng ta ngưng chỗ này nhé. Và tiếp theo câu thứ ba là mời bạn cùng hòa nhịp câu hát chim líu lo hót theo vang lừng. Và câu tiếp theo là chim ơi chim mời bạn hiền cất tiếng hát nào bạn hiền. Đây là một cái bút. Và đây là bốn câu hát của bài nhé. Chúng ta sẽ tiến hành hát từng câu. Và hai câu đầu thì mình sẽ lặp lại thành hai câu cuối mình mới kết bài nhé các em. Và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em hát từng câu nhé. Và thầy sẽ đàn cho các em nghe giai điệu của câu thứ nhất. Và thầy hát câu thứ nhất và thầy đàn giai điệu cho các em hát nhé. Chú ý ngay chỗ chữ này mình hát thấp xuống nhé. Và bây giờ thầy hát cho em nghe nhé. Lời đàn ơi chú chim hoa xinh dễ thương. Chúng ta hát thầy đàn nhé. Chúng ta chú ý ngay chỗ chữ lại là mình hát một cái nốt đen có chấm voi. Mình sẽ kéo dài một phát gửi nhé. Và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em cái câu thứ hai nhé. Và bây giờ thầy sẽ đàn cho em nghe nhé. Chúng ta chú ý ngay chỗ câu thứ hai thì không có chữ này nhé, mà mình sẽ hát tới chữ thương là mình sẽ ngưng lại và tiếp theo là một cái dấu lặn. Bây giờ thầy sẽ hát cho em nghe nhé. Lời đàn ơi chú chim hoa xinh dễ thương. Rất là dễ hát phải không các em. Và bây giờ thầy sẽ đàn cho các em hát nhé. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em câu tiếp theo của bài nhé. Chúng ta chú ý nhé, đây có một cái nốt si, đây là mình sẽ hát si gián nhé. Là mình hát thấp xuống so với nốt si bình thường. Và bây giờ ngay chỗ nốt si là chữ hót nhé. Bây giờ thầy đang thầy hát cho các em nghe nhé. Mời bạn cùng hòa nhịp câu hát chim líu lo hót theo vang lừng. Bây giờ thầy đàn cho các em hát. Đây là một cái câu tiết tấu hơi nhanh nhé. Rất là dễ hát nhé các em. Vì đây là một cái câu nốt móc đơn rất là nhiều thì mình hát với tiết tấu hơi nhanh xíu nhé. Và bây giờ thầy sẽ đàn cho các em nghe cái câu tiếp theo cũng là câu cuối cùng của bài nhé. Thầy sẽ hát cho em nghe nhé. Chim ơi chim mời bạn hiền cất tiếng hát nào bạn hiền. Chúng ta chú ý ngay chỗ cuối chữ A ha, mình sẽ kéo dài ngay chỗ si la son thì rồi mình mới hát tiếp là cái chỗ lại đây, quay lại từ đầu của câu thứ nhất nhé. Bây giờ thầy sẽ hát cho các em nghe nhé. Chim ơi chim mời bạn hiền cất tiếng hát nào bạn hiền. Chúng ta kéo dài chỗ rồi mình quay lại câu thứ nhất nhé. Và bây giờ thầy đàn cho các em hát nhé. Chúng ta chú ý ngay chỗ chữ chim ơi chim mời bạn hiền là chúng ta xuống một quãng tám nhé, từ nốt đố mà chúng ta xuống tới nốt đô rất là hơi khó hát về cái cao độ nhé các em. Và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em và thầy sẽ đàn giai điệu cho các em hát từng câu nối lại với nhau nhé. Kết bài nhé. Và bây giờ thầy sẽ mời các em hát có nhạc điểm nhé.
hát chú chim nhỏ dễ thương, một cái giai điệu nhạc của Pháp và lời Việt của Hoàng Anh. Bài được viết ở giọng pha trưởng, tính chất của bài là hơi nhanh, vui và được viết ở nhịp 4/4. Và thầy mong là các em sẽ hát đúng về giai điệu, đúng về tiết tấu, đúng về nhịp và phách, và đừng quên thuộc lời ca nhé các em. Và các em có thể nghĩ ra một số động tác phụ họa, một số cái động tác để mình múa minh họa thêm cho cái bài hát chú chim nhỏ dễ thương sinh động hơn. Và mình có thể hát cho cha mẹ, anh chị, bạn bè và người thân của mình cùng nghe và thưởng thức một số cái động tác múa phụ họa của mình nhé. Và lời cuối cùng thì thầy chúc cho các em hát thật tốt bài chú chim nhỏ dễ thương, nhà Pháp, lời Việt của Hoàng Anh. Và mình đã vừa hướng dẫn cho các em học sinh hát một bài hát thật là hay, là mong là các em sẽ bảo vệ môi trường, bảo vệ một số cái động vật để cho thêm cái không gian và một số cái khung cảnh xung quanh mình thật là đẹp và thật là xinh hơn nhé các em. Quý bà cô chú anh chị cùng các bạn đừng quên bấm like, và chia sẻ và đăng ký và để một cái bình luận để cho kênh Đồng Khởi Nhà Quê ngày càng được hoàn thiện nhiều hơn. Chúc quý bà cô chú anh chị cùng các bạn và các em học sinh thật là nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc, và đừng quên theo dõi những cái video tiếp theo, những tiết học tiếp theo của thầy và đoàn của chúng em nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý bà cô chú anh chị cùng các bạn và các em học sinh ở những cái tiết học tiếp theo.